chó quay chính hiệu Lạng Sơn luôn. À, theo mình nghĩ thì là cái quan điểm cá nhân mình á, thì Lạng Sơn thì rất là nổi tiếng nhất về các món quay các bạn ạ. Đấy. Nổi tiếng nhất về các món quay luôn. Hôm nay mình đóng về sau thôi, bình thường thì bạn. Trong đó có lợn quay là nổi tiếng nhất các bạn nhá. Và bây giờ thứ hai chắc phải đến chó quay rồi các bạn. Đấy, rút đòn ra nhá, rút đòn ra. Đấy. Đó, cắt cái đòn này, rút đòn để dọc như này chị nhá. Để xem mà chị gái bắt đầu chặt con này nhá. Chặt nó như dài dài. Em cứ chặt bên đây một tí em để chặt ra xem. Và lấy cân đi tiếp. Đấy. Ở đây ngân hàng đoạn nào em? Ngân hàng gì ạ? Ngân hàng chính sách mình ấy. Có chính sách gì đó, tiếp ở trên kia. Chính sách thì xa lắm. Trên cách đây phải tầm gần 4 km. Trên Hoàng Đồng hay chỗ nào? Đấy, Hoàng Đồng. Tặng trên đấy á. Đây. Thật sự là chú quay con này quá đỉnh luôn đấy. Tùy tới nhau mà bắn. Không sao đâu chị cứ bắn thoải mái đi. Quá tuyệt vời luôn. Bây giờ rót thêm tí nước nữa để pha hết các bạn ạ. Hồng hồng. Bắn ra hết rồi. Con này con vừa không to mà cũng chẳng phải bé, không béo mà cũng chẳng phải gầy. Chị cho bí quyết chọn ra được con chó như này đi chị. Chó á? Chó vâng. Thì thợ người ta chọn chứ. Để uống bia nó mới vào nhỉ. Đây các bạn này, đây là những cái mảng khúc, 3-4 khúc vàng ươm đây rồi các bạn. Ê. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Anh ngồi luôn chưa? Còn đây, đây là cái anh mang về gì? Thêm chặt đây luôn nhé. Đây mình sẽ quay cái phần nhân này cho các bạn xem. Cái nhân này chị phải xay rồi chị. Đây các bạn nhìn thấy chưa? Các bạn cái này là múc về trong khác phải không? Để trong cái lọ này này. Chấm các bạn nhé. Lấy thêm ít cổ nữa không? Chị ơi, cái này là mình bán theo cân phải không ạ? Ừ. Tại vì em thấy có cái cân đây rồi ạ, đây rồi đây. Chị đang chặt nó để lên cân rồi các bạn nhé. Ba chỉ phải bán khác rồi, như nhau hết rồi chị. Ba chỉ phải bán khác chứ. À, cân mình bán là bao nhiêu đấy ạ? 350 một cân. 350 một cân là ba chỉ đúng không? Thế nếu mà thập cẩm thì... Phải bán lợn chứ không bán riêng ba chỉ được. Bán riêng ba chỉ à, rồi sau... Bán lợn hết phải không? Ừ. À. Đây là bán lẫn là 350 một cân các bạn ạ. Đó. Thế còn lòng ruồi chị, tim gan. Lòng ruồi tim gan thì bán lẫn rồi. Bán riêng chứ phải không? Bán lẫn rồi luôn. À, bán lẫn. Còn 350 chị chặt miếng rất là thịt chó thì phải chặt miếng bé bé. Đây còn có thêm cái vỉ rồi đây nhớ các bạn ạ. Chó phải ăn phải có cái này luôn chứ không có cái này là không ngon đâu các bạn nhá. Đó. Cái này là bà chị để đã trao sẵn rồi, trao à luộc các bạn ạ, xin lỗi các bạn. Luộc. Bây giờ luộc xong thì chị mang lên lửa đây để hơ nóng một chút. Rất tuyệt vời luôn. Đó. Đây. Ở trong này còn có nữa các bạn ạ, trong này có thêm tim gan đây nữa.
có cả cái xiên à chị? Cái chó xiên hay như nào đấy? Chó nướng. À, xin nướng phải không? Gan, hộp cẩm, lòng trong này hết luôn đúng không ạ? Đây, đây, đây gần như là một đĩa hoàn chỉnh rồi các bạn nhé. Khách ngoài kia khoảng chị? Vâng. Đây tầm này bắt đầu có khách này các bạn này. Tầm này là người ta mát mát thì người ta mới đi ra ngoài để nhậu. Đó, gọi là nhậu luôn. Ở đây để có bia, bán bia. Thế các bạn nhá, bây giờ mấy anh em mình sẽ ngồi ngoài hay ngồi trong? Ngồi ngoài thôi chị ạ. Ngồi bàn ngoài này luôn. Chặt ra một đĩa khoảng 150 để anh em nhâm nhi. Nhâm nhi thôi. Vâng, thưởng thức và tay nghề của chú hôm nay quay như thế nào. Đó, chân này rất là gọn luôn. Còn em có thích ăn chân này không? Em không ăn chân đâu chị, ăn cái miếng ấy thôi. Không, cái chân này ăn được, cái chân này ăn được nhưng mà cái đùi này thôi, cái cẳng của cái thôi. Cẳng của cái đấy. Vâng. Cái ngon không? Thêm một thứ một tí chị ạ. Chắc rất là ngon luôn. Thơm phức các bạn ạ. Ui. Rồi. Nhìn còn thèm, nhìn đã thèm rồi. Nhà ăn cái cổ này rất là mềm và ngon. Cổ á? Đem ba chỉ đi chị ạ. Cổ ba chỉ. Hay là cổ? Cổ vừa ít. À, cổ cái nào chứ không? Ok ok, không sao cả. Thưởng thức. Rồi, vậy. Bên gì đây, cổ lại có ăn nên không? Nó lại biết vị. Vâng. Thật thì chó là phải mỗi phải biết là như vừa rồi mình nói rồi á, phải biết cân đối là mỗi thứ một chút các bạn ạ, chứ không thể gọi là chặt ra một phát hết được, nên là những người sau không có gì nữa. Mình hay nói vui là nếu mà chặt không khéo thì có thể là mất khách các bạn ạ, thật sự thế luôn. Người sau đến lại không được ăn. Vâng. Cái chó cũng như là cái con hết rồi. Cái chó nó cũng như là lợn quay. Đó, các bạn nhớ này. Cái này xương rất là giòn. Cho tay thật nhanh. À, chế cho một chút là vừa rồi mình bảo là sống là 7 cân đúng không? Hàng là 7 cân đúng không? Ừ. Thế như này là da còn bao nhiêu cân đây? Mất rồi bao nhiêu cân? Chả đến. Chắc tầm khoảng tầm 4 cân. Tầm đấy không? 5 cân. Làm gì con này mới 4 cân. Ao nhiều thế. Thế rồi. Chắc còn ao khoảng 5 cân. 5 cân à? 5 cân. Nhìn cái màu thực sự là mình phải khen lại lần nữa các bạn ạ, rất là đẹp luôn, như lợn quay luôn, không cướng được rồi. Luôn được nhà ấy đau hết cả diều. Đấy, thật sự luôn á. Đấy, đây là đĩa của anh em mình các bạn nhá. Mình sẽ uống với bia nhé các bạn nhá, bia đây. Mùa này hè nóng lắm. Quá tuyệt vời luôn các bạn. Đây các bạn ạ, bây giờ mới là những cái các món đầy đủ của một cái gọi là quán thịt chó quay trên Lạng Sơn trên này các bạn nhá. Thứ nhất là cái đĩa này mình đã gọi thì không phải nói rồi nhá, không phải nói nhiều nữa. Còn đây là những cái gia vị rau xanh
bắt buộc phải có khi mà ăn kèm với cái thịt chó này. Mình sẽ từng lần lượt nhá. Đây là rau húng các bạn này. Đây là rau húng này, còn đây là rau lá mơ lông các bạn ạ. Thịt chó thì cũng không thể thiếu cái này. Đây là cái củ sả đã bóc như này nhá, đầu củ sả nhá. Còn đây nữa là cái mấy riềng non các bạn ạ. Thịt chó thì cũng không thể thiếu được thịt chó thì cũng không thể thiếu được cái thành phần như này các bạn. Ngoài ra thì có đây cũng không thể thiếu này, mắm tôm. Thế đó, mình sẽ bắt nửa quả chanh này vào các bạn nhá, mắm tôm này, xong rồi ớt này. Còn đây chính là cái nước gia vị mà chúng lúc đầu các bạn xem là người ta chú hòa vào nhân á, cho vào trong bụng á. Đó, cái này rất là thơm luôn. Theo mình thì mình thích là chấm cái này hơn các bạn ạ, chấm cái này nó đậm đà hơn, nó rất là nhiều. Đó, còn bây giờ mình sẽ xin phép được thưởng thức một vài miếng để cho các bạn xem các bạn nhá. Bây giờ mình sẽ không để các bạn chờ lâu nữa, mình sẽ tận tay thưởng thức một cái đĩa thịt chó như này các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn cái món chính của mình trước. Đây, mình sẽ cầm cả cái này lên luôn, cầm cả lên ăn luôn như này mới phê các bạn nhá. Xin phép các bạn là khán giả là mình sẽ cầm tay các bạn, mình sẽ không cầm đũa nữa. Rồi, mình sẽ chấm bằng cái nước này. Cái này là tùy khẩu vị của mấy người thôi. Mình sẽ chấm cái nước trong bụng này hơn. Đó, các bạn thấy chưa? Đó, chấm nhiều một tí, ăn cực kỳ phê luôn các bạn. Thịt chó vừa chín tới rất là giòn các bạn ạ, vừa thơm. Thơm cái vị đặc trưng riêng nhất là của cái nhân trong trang bụng này các bạn. Sẽ xin phép được ăn miếng dồi nữa. Cái miếng dồi này cũng rất là ngon các bạn ạ. Xin phép được làm miếng nữa nhá. Cho các bạn xem gần một tí này. Đó, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ chấm tiếp cái món nước chấm này các bạn. Có tuyệt vời luôn các bạn. Đây, xin mời tất cả các bạn nhá. Tuyệt vời luôn. Nó ăn thôi nhở? Anh em ăn thôi. Thật sự nếu mà các bạn xem video của mình á thì có thể ra ngay cái quán mà số bao nhiêu rồi, 486 3 triệu các bạn ạ. Đây là cái đoạn đi vào Cỏ Lải á, thì ngay đây luôn. Thì bây giờ xin ăn xong rồi thì uống cốc bia nữa. Xin mời tất cả các bạn, và cái clip của mình cũng xin được kết thúc tại đây thôi các bạn. Nếu có những cái phản hồi gì các bạn hãy để lại bình luận bên dưới video nhá. Clip xin tạm dừng đây thôi. Xin chào tất cả các bạn.